Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 5 âm lịch của người tuổi Thìn. Xem tử vi phương Đông, vận trình tháng 5 năm 2018 của tuổi Thìn có sự thăng cấp bất ngờ về mọi phương diện, hứa hẹn cát khí dồi dào, chuyện vui liên tiếp. Công việc đạt kết quả tốt mặc dù không thuận lợi ngay từ đầu. Các mối quan hệ xã giao hữu hảo, bản mệnh được quý nhân trợ lực, mưu sự dễ thành. Tài vận vẫn trên đà khởi sắc, có lợi cho kinh doanh, buôn bán và đầu tư. Nhất là các hạng mục bất động sản. Tình cảm lứa đôi chuyển biến tích cực, mâu thuẫn hay hiểu nhầm nào rồi cũng đều được hóa giải, tình hình sức khỏe ổn định, bệnh nặng không mắc. Tử vi tuổi Thìn tháng 5 năm 2018 sự nghiệp. Xem tử vi tuổi Thìn tháng 5 năm 2018 âm lịch, thấy rõ dấu hiệu khởi sắc trong công việc, sự nghiệp. Thời điểm này bản mệnh mưu sự dễ thành, nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ đạt được kết quả vô cùng tốt đẹp, thậm chí nằm ngoài sức tưởng tượng. Nguyệt lệnh lâm quan đới ở Thìn mang đến điểm báo thăng quan tiến chức, dù là làm kinh doanh hay ở cơ quan nhà nước, các bạn đều có cơ hội như nhau, miễn là có sự cầu tiến và nỗ lực. Nhìn chung, công việc đạt kết quả tốt mặc dù không thuận lợi ngay từ đầu. Sự xuất hiện của dịch mã động tinh báo hiệu sự dịch chuyển rất lớn, cũng có thể là thay đổi vị trí công việc, được bổ nhiệm lên vị trí tốt hơn. Có điều trước khi đạt được kết quả tốt, bản mệnh cũng phải trải qua thời gian dài phấn đấu, không mệt mỏi chứ không hề thư thái, ung dung như mọi người nghĩ khi nhìn vẻ bề ngoài khá đùng đỉnh của bạn. Tử vi tuổi Thìn tháng 5 năm 2018 tài lộc. Cùng với công việc tiến triển thuận lợi, tài lộc của người tuổi Thìn cũng khởi sắc mạnh mẽ. Người kinh doanh, buôn bán có một tháng tấp nập, bận rộn vì có thể ký được nhiều hợp đồng lớn. Người làm tự do với quy mô nhỏ lẻ có cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh, hứa hẹn thu về lợi nhuận bất ngờ. Lưu ý tiến hành từng bước, thận trọng, bước chậm còn hơn nhanh ẩu đoảng để nhận lấy thất bại. Bản mệnh nên ghi nhớ, tích tiểu thành đại, cố gắng kiên trì không bao giờ là thừa cả. Đừng thấy khó khăn mà vội nản lòng, mọi điều bất ngờ phía trước. Cứ đi rồi sẽ đến, đó là lẽ tất nhiên. Theo phi tinh tháng và lịch vạn niên năm 2018, hai cát tinh là cửu tử và bát bạch đồng cung ở hướng đông nam. Tại phương vị này, người tuổi Thìn có thể trưng biểu tượng rồng phong thủy để nâng tầm quyền lực, củng cố cả công danh và tài lộc. Tử vi tuổi Thìn tháng 5 năm 2018 tình duyên. Coi bói tử vi tháng 5 năm 2018 âm lịch tuổi Thìn, vận trình tình cảm hứa hẹn sự thăng hoa bất ngờ, lứa đôi yêu thương nồng nàn, gia đạo an yên, vợ chồng con cái hạnh phúc. Những rắc rối trong chuyện tình cảm của bản mệnh dần được hóa giải, cảm giác như các nút thắt đồng thời được cởi ra, tâm tư thoải mái, làm gì cũng thấy vui tươi và thuận lợi hơn trước. Đào hoa đang vượng, thời cơ đã đến, người độc thân mạnh dạn bày tỏ tình cảm. Kết quả cuối cùng thế nào không quan trọng, chủ yếu là bạn đã dám làm, dám nói ra tình cảm chân thành của mình, thế là đủ. Trong tháng có dịch mã động tinh chiếu, báo hiệu bản mệnh có nhiều cơ hội đi xa. Càng đi xa thì càng có lợi, cả về công việc và tình cảm. Biết đâu bất ngờ, trên hành trình nào đó, bạn sẽ gặp được ý trung nhân. Tử vi tuổi Thìn tháng 5 năm 2018 sức khỏe. Sang tháng Mậu Ngọ, Thìn thổ tương sinh, tinh thần phơi phới, thể chất ổn định, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Có chăng chỉ là một vài chứng bệnh lặt vặt, không cần thuốc thang, cũng tự khỏi. Nếu trước đó bạn tiến hành phẫu thuật hay điều trị bệnh lâu ngày, thời gian này thể trạng phục hồi rất nhanh, cơ thể khỏe mạnh, sớm trở lại với nếp sinh hoạt thường nhật mà không hề cảm thấy bất tiện. Ngoài ra tuổi Thìn cần lưu ý, theo đông y, mùa hạ ứng với tạng tâm, tim, muốn bảo vệ tạng tâm thì cần phải giữ cho thần trí cởi mở, vui vẻ, không cáu giận. Khi đó tâm hồn giống như sắc khí phồn thịnh, tươi tốt của cảnh vật mùa hạ, ấy cũng là thuận theo tự nhiên, sức khỏe ắt được đảm bảo. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thìn. 1. Nhâm Thìn, thủy nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết: thường xuyên làm việc thiện, ắt có ngày được hưởng phúc lành. Quý nhân: thân, dậu. Tiểu nhân: mão, tuất. Màu sắc may mắn: trắng, xanh. 2. Giáp Thìn, hỏa nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết: tài lộc khởi sắc,
người tuổi Giáp Thìn kinh doanh hay đầu tư thì đều khá mát tay. Quý nhân Tý Dậu, tiểu nhân Hợi Mão, màu sắc may mắn đỏ xanh. 3. Bính Thìn, thổ Nam Kế Đô, nữ Thái Dương. Khẩu quyết: công việc thăng tiến, đã đến lúc cần báo ơn người đã giúp đỡ ta trước đó. Quý nhân Tý Dậu, tiểu nhân Tuất Sửu, màu sắc may mắn vàng cam. 4. Mậu Thìn, mộc Nam Thái Bạch, nữ Thái Âm. Khẩu quyết: nhân duyên vượng, đi đến đâu cũng có người quý mến, có quý nhân phù trợ. Năm mệnh có sao Thái Bạch chiếu, chú ý khi đi tàu xe. Quý nhân Tý Thân, tiểu nhân Mão Tị, màu sắc may mắn xanh dương, xanh lá. 5. Canh Thìn, kim Nam La Hầu, nữ Kế Đô. Khẩu quyết: học hành tấn tới thì cử đỗ đạt, làm rạng danh dòng họ. Quý nhân Tý Dần, tiểu nhân Mão Mùi, màu sắc may mắn vàng trắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Đừng quên khám phá tử vi tháng 5 âm lịch năm 2018 của 12 con giáp được cập nhật liên tục trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.